Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, mình là Đại đây. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một món đồ mới, đó chính là cây vít lùng Almond của Nhật. Đây là cây vít lùng Almond của Nhật, có mã hiệu 1375, đầu 3 ke cộng 2 và chiều dài làm việc của nó là 38mm, từ đầu tới đây là 38. Tổng chiều dài của nó là 85mm, là 8,5cm đó. Cái này là hàng bãi nha, hàng bãi nhưng còn mới 100%, chưa sử dụng. Đó, cây vít này là cộng 2 vít lùng, để anh em sử dụng trong những góc kẹt, góc hẹp. Nhiều khi anh em không có cần tới cây quá dài, cây trong góc thì anh em phải dùng cây vít lùng này để sử dụng. Cũng như anh em đi bắt điện nước phải trong mấy khe tường anh em đút vào được. Có đầu hút 500 nha, đầu cộng 2 ốc thông dụng. Có đầu hút 500. Còn mới chưa sử dụng nha. Đầu hút 500 cũng khá là mạnh. Đây, còn nghiêng tem nghiêng kiện của Nhật luôn. Cái này còn nguyên bọc của nó. Mình về được vài chục cây này, muốn giao lưu với anh em với giá là 150.000 hai cái. Mình bao ship cho anh em toàn quốc. Đó, 150.000 hai cây vít lùng 3 ke cộng 2 này, mình bao ship cho anh em. Bên mình có ship code toàn quốc nên anh em cứ vui lòng đặt hàng, mình sẽ ship cho anh em. Anh em nhận hàng rồi sau đó kiểm tra mới thanh toán cho mình. Đó. Bàn rất mới rất đẹp ha. Cái này là vít ổ này ổ đúc luôn nha, nhựa đúc luôn, nhựa đúc cứng luôn. Bao qua đập cho anh em. Và các chỗ này tay núm này ít trơn trượt lắm. Cho nó làm kiểu có chặn lại cho mình á. Mình cầm nó không có bị trượt. Nhựa đúc rất là cứng ha. Đó, còn mới 100%, chưa sử dụng luôn. Mình xin được nhắc lại là một cặp tua vít như thế này có giá là 150.000, mình bao ship cho anh em. Mình có hai nick Facebook chính, đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim. Số điện thoại ở trên màn hình, anh em đặt hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại trên hoặc vào Facebook, Zalo, mình sẽ tư vấn cho anh em. Một lần nữa xin anh em một lượt đăng ký kênh để theo dõi những món đồ mới nhất mà mình sưu tầm được. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em tháng mới làm việc gặp nhiều may mắn trong công việc, gia đình hạnh phúc, bình an.